Tòa án Công lý Quốc tế ICJ thuộc Liên Hợp Quốc đã ra lệnh cho Israel ngay lập tức ngừng hoạt động quân sự gây tranh cãi ở thành phố Rafah, phía nam của giải Gaza. ICJ cũng yêu cầu Israel mở cửa khẩu Rafah để đưa nguồn hàng cứu trợ vào khu vực và cho phép các nhà điều tra tiếp cận địa điểm này. Ted Anvin sẽ có một tháng để báo cáo cho ICJ về việc tiến độ thực hiện những yêu cầu nêu trên. Tại phiên tòa mới nhất, 13 trong tổng số 15 thẩm phán tòa án công lý quốc tế ICJ đồng ý rằng tình hình ở Rafah đang ở một ranh giới đỏ. Thẩm phán Nawaz Salam, chủ tịch tòa án công lý quốc tế nhấn mạnh, các biện pháp tạm thời mà Israel thực hiện như sơ tán cư dân là không thể giải quyết đầy đủ hậu quả của tình hình. Thực tế cho thấy tình trạng của Rafah hiện nay được xếp vào mức thảm họa. Israel bắt đầu một cuộc tấn công hạn chế trên bộ ở Rafah từ ngày 7 tháng 5, bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả đồng minh Mỹ. Đây được xem là phán quyết mang tính bước ngoặt có khả năng làm tăng thêm áp lực quốc tế đối với Israel sau hơn 7 tháng kể từ khi xung đột bùng phát ở Gaza. Phản ứng trước quyết định trên, các quan chức Israel đã lên án phán quyết của ICJ. Trong khi đó, Hamas hoan nghênh mệnh lệnh này, nhấn mạnh tình hình ở Jabalia và các thành phố khác cũng nghiêm trọng không kém và cần được chú ý tương tự.